Chợ Bến Tre mến chào quý vị khách hàng. Hiện tại chúng tôi đang đứng tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Từ vị trí chúng ta cách khu công nghiệp An Hiệp chỉ có 50m thôi quý vị khách hàng. Đó, bên kia là giáp bờ lá đó, đó là chính là khu công nghiệp An Hiệp hết quý vị khách hàng. Và hôm nay chúng tôi review giới thiệu đến quý vị khách hàng dãy nhà trọ gồm 12 phòng với tổng diện tích là 208m², có mặt ngang phía trước tiếp giáp đường nhựa ha là 10m, có chiều dài là 21m, full thổ cư ha khách hàng. Đó. Trong bán kính là 500m chúng ta đầy đủ các tiện ích hết. Đó, chúng ta gần chợ nè, gần trường học các cấp, gần siêu thị, gần thế di động vân vân. Và mỗi thu nhập mỗi tháng của 12 phòng trọ này là khoảng là 8 đến 9 triệu. Đó. Và giá rao bán của dãy nhà trọ này là 2 tỷ 2 ha quý khách hàng, 2 tỷ 2 có thương lượng luôn. Đó. Thì quý vị khách hàng xem ở bên trong á, đây phía trước của chúng ta phân làm hai dãy có đường đi chính giữa ha. Đó, đây đường đi chính giữa của chúng ta. Đó. Ha. Thì phòng bên trong là có gác luôn ha quý khách hàng. Đó. Chúng ta vào bên trong thử quay một phòng ha. Đó. Đây, 12 phòng. Giá là trọn thửa là 2 tỷ 2 ha quý khách hàng. Với diện tích là 208m², ngang 10, dài 21, full thổ cư ha. Khu tái định cư An Hiệp ha quý khách hàng. Đó. Cách khu công nghiệp An Hiệp chỉ có 50m thôi. Đó, trong bán kính 500m là đầy đủ các tiện ích luôn ha. Thì quý vị khách hàng xem review thấy dãy nhà trọ này phù hợp với nhu cầu của mình, muốn mua, muốn xem trực tiếp thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi ha. Chúng tôi sẽ dẫn quý vị khách hàng là xem trực tiếp dãy nhà trọ này và thương lượng giá hợp lý để chốt và sở hữu ngay dãy nhà trọ này ha. Nó xung quanh thì nhà cửa rất là đông đúc luôn quý vị khách hàng. Đó, đường thì ô tô tới chỗ luôn. Đó. Đây, đường này thì chúng ta tới cua đó, chúng ta rẽ phải là hướng ra quốc lộ 57C ha quý khách hàng. Vâng, quý vị khách hàng xem review thấy phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi ha. Cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi review bất động sản ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng review bất động sản tiếp theo.